Muốn cưỡng hiếp một phụ nữ nhưng không thành, tên yêu dâu xanh đã nổi điên và ra tay sát hại 4 người trong một gia đình. Vụ thảm án nghiêm trọng vừa xảy ra vào dạng sáng nay, mùng 7 tháng 5 tại xã Quảng Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Theo thông tin ban đầu, hung thủ đã ra tay sát hại 4 người trong một gia đình, hai cháu nhỏ, một phụ nữ, một người già. Sau khi gây án, hung thủ đã ra tay phóng hỏa ngôi nhà của nạn nhân. Khi phát hiện ra căn nhà trên bốc cháy, người dân trong bản hô hoán rồi báo cho lực lượng chức năng. Tại hiện trường, chị Triệu Thị Phương sinh năm 1983, cháu Triệu Văn Tiến sinh năm 2012 và cháu Triệu Nhật Uyên sinh năm 2016 đã tử vong. Còn bà Lý Thị Dân sinh năm 1932 bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng công an tỉnh Cao Bằng huy động tổng lực khẩn trương truy tìm hung thủ. Chỉ sau hơn 2 giờ truy tìm, lúc 2 giờ 45 phút sáng nay, nghi phạm gây án đã bị bắt giữ là Lý Đình Khánh sinh năm 1987 ở cùng xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Đối tượng Khánh đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị Phương nhưng bị chống cự và đã ra tay sát hại chị Phương và ba người thân trong gia đình chị.